Hello, chào cả nhà nha. Bây giờ bắt đầu lên nướng nha. Rồi, bây giờ mình khui sản phẩm nha anh em. Thành công nha. Đó, hấp dẫn luôn. Đó đã. Ngon mà, phát vẻ quá. Tuyệt vời. Quá ngon. Rồi ăn cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cùng mình nha. Hello, chào cả nhà. Hôm nay mình làm món gà nướng lon nha cả nhà nha. Đây là một con gà mình đã làm sẵn nha. Đó, bây giờ mình đang bỏ tỏi vô nha. Tỏi này lát nướng lên bên trong bụng con gà, tỏi rất là thơm. Nói chung là thơm luôn trong thịt con gà luôn. Mà mình ăn cái củ tỏi này cũng rất là ngon luôn. Đó, cho 60 ngàn tiền tỏi vô luôn đó. Hấp dẫn quá. Đổ một miếng dầu vô cái lon cho cái lon nó không có cháy. Đổ dầu vô cái lon cho lon nó không cháy nha cả nhà. Đó. Món độc lạ gà nướng lon. Mình sắp con gà vô nha. Sao nhét cho nó vừa cái lon là được. Cái lon này chỉ có làm gà tre được thôi nha cả nhà. Đó. Ok, con tê tê luôn. Rồi, bình thường là cái lon nó có một cái lắp thiết trên đây nha anh em. Mà bây giờ kiếm hoài kiếm không ra nha. Bây giờ mình phải xài giấy bạc thôi. Đó, lấy giấy bạc cuốn lại nha anh em. Đẹp không cả nhà? Bây giờ là quấn xong rồi nha. Ui, quá đẹp luôn. Quá đã luôn. Bây giờ mình lấy cái dây kẽm mình cột hàng đây nè. Kiếm sợi kẽm cột hàng đây nha. Xích lại cho nó đừng bị xúc ra. Nếu mà mình đứng ngay đứng thì mình không cần kẽm cũng được, nhưng mà sợ lát nữa nó nóng quá, cái dây bạc nó bị cong lên đó cả nhà. Dây kẽm đang vô. Cột vô nghe anh em, cột vô. Nướng nó rớt ra luôn. Chứ tại đang nướng nó bị quéo lên nha. Đợi chờ món ăn hấp dẫn nha cả nhà nha. Nói thiệt luôn, món này mình chưa từng thấy bao giờ. Chưa từng biết bao giờ. Lần đầu tiên luôn nha, thiếu một dòng này Hùng. Nhưng mà không sao đâu. Lấy kìm cắt ra. Dạ, được rồi. Mình sẽ đâm nó một lỗ nha, cho nó thấu không khí ra ngoài nha cả nhà. Cho nó không bị hầm hơi nha. Xong, để cho nó hầm hơi vậy cho nhanh chín Hùng. Nó nổ hả? Món này mình chưa làm lần nào nha, nên mình cũng không rành cái vụ này. Đó, vậy đâm cho nó hai lỗ luôn, hai bên. Đúng rồi, cái gì cũng phải đều chứ. Hello, chào cả nhà nha. Bây giờ bắt đầu lên nướng nha. Đặc biệt là không nêm gì nha anh em, ăn con gà nó ngọt tự nhiên nha. Không nêm nếm gì nha anh em. Lát mình ra mình mới làm muối tiêu chanh, hay là ai thích ăn nước mắm thì làm nước mắm nha. Cả nhà có ai hết cắt bằng ngữ làm giống mình chưa? Đây là quan trọng là phải thay đều nha anh em. Rồi bây giờ mình khui sản phẩm nha anh em. Hợp nha anh em, không biết nè, nó ăn được hay không ăn được. Giờ mình khui sản phẩm nha. Lần đầu làm chuyện ấy nha. Khui ra cái nó đen thui, mắc cười lắm. Đây, đâu hé ra. Quá, thành công nha anh em. Thành công, quá hấp dẫn anh em ơi. Thành công nha. Quá hấp dẫn luôn. Ôi thơm. Có chứ, cho con cái đôi đũa nha mày. Quá thơm, quá hấp dẫn. Không gì ngon bằng nha. Đầu bếp từ thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên nướng luôn. Lần đầu tiên nướng. Hồi đó tao nướng gà lứt thâu trên vợ tao, nó đen thui luôn. Wow. Wow, quá đã. Tỏi đang ngon quá mẹ. Bây giờ mình gấp tỏi ra nha cả nhà. Ê, trong cái lon nó có cái gì? Nó đen quá nên mình không thấy được. Hấp dẫn. Còn gì bằng nữa. Anh em có thử thấy mùi thơm không? Chứ mình là mình thử thấy mùi thơm đó nha anh em.
Quá đã, ngon mẹ, phát vậy quá. Tuyệt vời, ừ. Quá ngon. Quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời. Một cái này nè. Hả? Quá ngon. Quá đã. Chín đã không? Thấy chưa không? Quá ngon luôn. Ok. Khó cần làm muối tiêu muối gì hết. Này nè, nãy lửa hơi lớn nè. Đó, nó hơi lớn lên, nó bị xém một miếng nè, cháy miếng nè. Sao? Nó hơi hơi đen đen thôi. Không sao. Không ảnh hưởng gì cho tới con gà nha cả nhà. Ôi trời ơi, quá ngon, quá hấp dẫn, còn gì bằng. Banh thay nó ra, bây giờ banh thay ra. Banh thay ra luôn. Mấy kêu ba ổng lên mà ổng kêu hôm qua ổng xịn quá, giờ ổng lết không nổi rồi. Ổng xịn quá, ổng lết hết được rồi. Đó. Đây, mấy đứa đây. Còn gì ngon hơn như ngày hôm nay? Chanh. Muối tiêu chanh là ngon nhất thôi. Nói chung là có mấy cọng rau răm nữa thì đúng bài. Quá 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 đã. Thơm quá thơm. Rồi bây giờ là cắt gà ra nha anh em. Chén nước chấm siêu cay nha bà con. Đó, một chén nước chấm nha. Quá tuyệt vời luôn nha cả nhà. Rồi xuống ăn đi. Nó ngon. Béo, trời béo. Quá béo. Hồi nãy cho ít trời quá. Cho nhiều thêm miếng nữa là ok. Đập ra mà. Đập làm gì? Để mày để nguyên cụ vậy mới ngon. Có đập nó thấm cái thịt nó ngon. Đúng rồi, có mấy cụ đập ra cũng được được. Bá cháy. Quá ngon. Ai đó? Rồi ăn cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cùng mình nha. Mình nói nó quá ngon, không có gì ngon bằng luôn. Còn ớt không bà? Ớt không? Chặt thêm cho ớt nữa cả nhà. Đúng bà luôn. Đó. Nó ngon. Ớt cũng ngon. Hồi đó gà nướng thâu tao nướng một lần. Để đây nè. Mà tao quên, tao để lâu quá, cái 30 phút là cháy đèn hùi luôn. Mới làm con lần này nướng ngon lần đầu tiên á. Mà ngon vậy anh em. Canh 20 phút là đúng chuẩn luôn nha anh em. Con tu tu cái kèo. Nó ngon. Cả nhà ăn cùng mình nha. Em đi ra. Em bị qua máy của em kìa. Thương em, đừng có đánh em. Nói em ba dặn ba đi về á. Làm chở ớt cả nhà. Cắn miếng thôi cho có vị cay. Quá ngon. Mình xuống đây đi. Cái mới cũng đậm đặc luôn cả nhà. Rồi có mấy cọng rau răm chạy cho đúng không? Dưa leo. Đủ thứ chứ.
Rau thơm nữa. Mà dịch này kiếm rau gà thôi, có gì ăn nó đi. Có gì đeo bên đây thì mình không có bên đây đâu. Nói chung rau thơm thì ăn ngon nữa. Rau gà ngon. Có con không giờ ăn? Quấn tự luôn rồi. Con dịch mấy thôi, con gà mấy thôi, thôi con gà ngon. Con gà ngon mà, cái đặt nướng bạn. Ngon mà ăn đi. À, ta nhớ là đâu cái đặt nướng á. Con nhỏ lớn giờ không dặn bất cứ phao câu gì. Hết luôn cả nhà. Bây giờ mình ngưng video đây nha. Là mọi người nhớ like, đăng ký ủng hộ giúp mình với nha. Bye bye cả nhà.